Bộ Công an thông tin việc khởi tố, bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng. Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đã thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, khởi tố bị can Lưu Bình Nhưỡng về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 14 tháng 11 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Lưu Bình Nhưỡng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan đến ông Lưu Bình Nhưỡng. Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, việc khởi tố, bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, thường gọi là Cường Quất, là đối tượng hình sự, có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 4, điều 170 Bộ Luật Hình sự. Cổng trang tin điện tử Bộ Công an cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định. Vụ án Phạm Minh Cường là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Liên quan đến đối tượng Phạm Minh Cường, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 10 tháng 5 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Cường, tức Cường Quất, sinh năm 1986, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Trước đó, khi biết một số doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác cát tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Phạm Minh Cường và đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi chiều để sử dụng làm phương tiện gây sức ép, buộc các doanh nghiệp phải miễn cưỡng trả tiền theo khối lượng cát khai thác được hoặc bán lại một phần cho Cường với giá rẻ hơn giá thị trường. Với thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến năm 2022, tổng số tiền mà Cường và đồng bọn chiếm đoạt được của các doanh nghiệp lên đến hàng tỷ đồng. Theo Công an tỉnh Thái Bình, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bị can đã chiếm đoạt số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đặc biệt tập trung làm rõ các đối tượng có hành vi tiếp tay, giúp sức cho bị can thực hiện hành vi phạm tội để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.